Có tin được không? Không cần phải mua vé máy bay, không cần phải xin visa, đứng ngay tại vị trí này thôi cũng có thể mua được đồ nội địa chung cực kỳ xịn sò. Cũng như ở Việt Nam, nếu có những sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee, Lazada thì ở bên Trung có Tmall 1688 và Taobao, và thứ các bạn cần ý chỉ là một chiếc điện thoại này thôi. Nếu như bạn dùng điện thoại hệ điều hành Android thì sẽ có app luôn. Còn nếu như bạn dùng điện thoại hệ điều hành iOS hoặc là dùng web ở máy tính ý, thì hãy theo dõi Tôm để được hướng dẫn chi tiết nhé. Đầu tiên, chắc chắn là bạn sẽ cần một chiếc điện thoại. Truy cập vào web hqc247.vn, ấn vào phần 3 gạch ở đầu góc trái, chọn mục đăng ký để đăng ký tài khoản trước. Khi ấn vào thì nó sẽ hiện ra các mục như là tên đăng nhập này, tài khoản này, mật khẩu này, chọn kho các thứ này. Các bạn chỉ cần nhập đúng theo hướng dẫn là được thôi. Khi đã tạo được tài khoản rồi thì các bạn đăng nhập vào nhé. Tiếp tục ấn vào phần 3 gạch ở phía trên góc trái, lướt xuống chọn mục đơn hàng này, ấn tiếp vào phần tạo đơn. Lúc này sẽ xuất hiện một giao diện mới để chúng ta tạo đơn nhé. Và bây giờ, ví dụ bạn muốn mua hàng trên Taobao về, chúng ta mở app Taobao ra, chọn mặt hàng mà các bạn muốn. Chọn được rồi thì mình sẽ tải ảnh xuống này, copy thêm cả link của mặt hàng đó nữa nhé. Xong rồi thì mình quay lại web HQC247 nhé. Dán link đã copy vào mục link này, tải ảnh sản phẩm lên ở mục ảnh, điền thêm các thông tin cần thiết như sản phẩm, thuộc tính, số lượng, giá này, ghi chú thêm nữa. Tất cả đều có ghi chú hướng dẫn rõ ràng, chỉ cần thao tác theo rất đơn giản thôi. Ấn vào phần tạo đơn là đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái chờ đặt cọc. Mình ấn vào mục đặt cọc là nó sẽ hiện lên số tiền tối thiểu các bạn cần đặt cọc để mua hàng nhé. Lúc này các bạn chỉ cần ấn xác nhận đơn là đơn hàng đã được lên thành công rồi, và đợi ngày hàng về tay thôi. Có một điều mà các bạn cần phải chú ý là để copy được link sản phẩm trên Taobao thì các bạn phải cần có tài khoản Taobao nhá. Các bạn có thể xem video hướng dẫn này ở trên YouTube, thao tác theo là được. Link web cộng link video tôi sẽ để ở dưới phần mô tả nhá. Ok. Chúc tất cả các bạn sẽ mua sắm được thật nhiều đồ nội địa chung xịn sò qua HQC247 nhá.